con lười có thể nín thở lâu hơn cá heo. Đúng vậy, khó tin nhưng là thật đấy. Chúng làm chậm nhịp tim đến mức có thể ở dưới mặt nước tới 40 phút. Không giống như cá, cá heo và cá voi là động vật thủy sinh có vú, có nghĩa là chúng không thể thở dưới nước. Khi nói về việc thở, chúng giống với con người hơn là cá. Cả hai loài này đều có phổi và chúng hít thở không khí qua một bộ phận mà chúng ta gọi là lỗ phun nước. Khi ở dưới nước, chúng nín thở cho đến khi ngoi lên tiếp xúc với không khí. Cá heo có thể ở dưới nước trong 10 phút, cá nhà táng có thể nín thở trong 90 phút, trong khi hải cẩu voi giữ kỷ lục khi nói đến các loài động vật thủy sinh có vú và có thể ở dưới nước trong 2 tiếng mà không cần phải ngoi lên. Có một loài ong bắp cây rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều kích thước thường thấy của chúng, nhỏ hơn cả amip, mặc dù amip chỉ được tạo thành từ một tế bào. Bạn có thể thấy loài ong bắp cây này có các bộ phận cơ thể giống với những loài bọ khác như cánh, não, mắt và phần còn lại. Nhưng chúng là phiên bản côn trùng rất nhỏ bé vì chỉ dài 0,2mm. Và loài côn trùng trưởng thành nhỏ nhất mà chúng ta biết là một loài ong bắp cày ký sinh nổi tiếng, còn được gọi là ruồi tiên. Con đực không có cánh, chúng bị mù và chỉ dài 0,13mm thôi. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi loài động vật lại có màu sắc và hoa văn khác nhau. Một trong những lý do đó là giúp chúng nổi bật khi tìm kiếm bạn tình tiềm năng hoặc gửi cảnh báo đến những loài săn mồi rằng chúng có độc và hy vọng loài ấy sẽ nhận được đúng thông điệp. Tiếp theo, có những loài săn mồi phục kích như hổ. Điều rất quan trọng là chúng phải luôn tàng hình bởi vì sự khác biệt là rất lớn. Nếu con mồi của chúng nhìn thấy chúng trước khi chúng đến được đó thì không có bữa tối nào cho đêm ấy cả. Nhưng chính xác thì tại sao hổ lại có màu cam? Tôi vui vì bạn đã hỏi thế đấy. Đối với chúng ta, màu cam là màu được sử dụng cho những thứ cần phải dễ nhìn thấy, ví dụ như áo bảo hộ hoặc cọc tiêu giao thông. Đối với mắt người, màu cam sẽ nổi bật trong môi trường. Vì vậy, nếu có một con hổ đến gần bạn, bạn sẽ phát hiện ra nó tương đối dễ dàng. Nhưng con người có thị lực 3 màu cơ bản. Khi ánh sáng từ môi trường xung quanh đi vào mắt bạn, nó sẽ chiếu vào võng mạc, một lớp mỏng nằm ở phía sau. Để xử lý ánh sáng đó, võng mạc dùng hai loại thụ quan ánh sáng, hình que và hình nón. Loại hình que chỉ có thể phân biệt được sự khác nhau về ánh sáng và bóng tối. Chúng không cảm nhận được màu sắc. Đôi mắt của chúng ta chủ yếu dựa vào tế bào hình que khi ánh sáng mờ. Các tế bào hình nón phụ trách cảm nhận màu sắc. Con người chủ yếu có 3 loại tế bào này: màu xanh lá, xanh lam và màu đỏ. Đó chính xác là lý do chúng ta gọi thị giác của mình là 3 màu. Hầu hết con người nhìn thấy 3 màu cơ bản và những màu kết hợp giữa 3 màu này. Vượn người và một số loài khỉ cũng có kiểu thị giác như vậy. Nhưng hầu hết động vật có vú sống trên cao bao gồm mèo, ngựa, hươu, nai và chó có thị giác lưỡng sắc. Võng mạc trong mắt chúng có hình nón chỉ với 2 màu, xanh lục và xanh lam. Khi con người chỉ lấy thông tin từ các tế bào hình nón màu xanh lá và xanh lam, họ bị xem là mù màu, vì ví dụ như họ không phân biệt được sự khác biệt giữa các tông xanh lục và đỏ, tương tự như động vật có vú sống trên cạn. Hươu chắc chắn là con mồi thường xuyên của hổ hơn con người, và hươu không thấy hổ có màu cam, mà là màu xanh lá. Hổ màu xanh lá chắc chắn sẽ khó phát hiện hơn, như vậy có nghĩa là bữa tối cho hổ sẽ đẫm thịt hơn. Nhưng sự tiến hóa vẫn quyết định chọn màu cam, vì đơn giản là tạo ra màu này dễ hơn. Động vật có vú màu xanh lá duy nhất là con lười, nhưng bộ lông của chúng không có màu tự nhiên, mà là do có tảo phát triển trong đó. Và loài này có thể nín thở trong 40 phút. Nước xung quanh các cực có thể rất lạnh vào những khoảng thời gian nhất định trong năm. Có rất nhiều loài cá sống ở đó, nhưng khi nước lạnh, chúng cần phải bơi đi để tồn tại. Tuy nhiên, có một nhóm cá đặc biệt có nguồn gốc từ Nam Đại Dương gần Nam Cực. Nhiệt độ đó là từ âm 2 độ đến âm 4 độ C, về cơ bản là dưới mức đóng băng, nhưng tất cả lượng muối hòa tan trong nước biển khiến nước không bị như vậy. Và loài cá trên có thể sống được là do chúng có một chất đặc biệt gọi là glycoprotein. Chất này giúp chúng sống được vì nó có tác dụng như một loại chất chống đông tự nhiên. Đó là một loại protein ngăn chặn tất cả các tinh thể băng hình thành trong máu của loài này và giúp máu luôn lưu thông bình thường. Bạn đã bao giờ thắc mắc những loài động vật nhỏ bé như kiến thở như thế nào chưa? Thử mở miệng và cổ họng của bạn ra, nhưng đồng thời giữ yên phần ngực và cơ hoành. Cơ hoành là một cấu trúc cơ ngăn cách ngực với khoang bụng và có ở tất cả các loài động vật có vú. Bộ phận này mở rộng khi bạn thở. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ không thể nín thở vì oxy vẫn sẽ tìm đường đi vào phổi. Ít nhất là đủ để đáp ứng cho nhu cầu của cơ thể. Nhưng nhìn chung, khi bạn thở,
cơ hoành sẽ tự bơm không khí vào và ra khỏi cơ thể bạn. Để sống mà không cần cơ hoành làm như vậy, bạn cần nhiều hơn một cổ họng và một cơ thể nhỏ hơn. Kiến có 9 hoặc 10 cặp lỗ dọc theo hai bên cơ thể nhỏ bé của chúng và được gọi là lỗ thở. Mỗi lỗ được kết nối với nhiều ống phân nhánh. Đó là một hệ thống tương tự như phổi người. Máu của kiến không mang oxy từ các ống đó đến phần còn lại của cơ thể. Thay vào đó, các ống này phân phối oxy. Đầu của các nhánh này trực tiếp chạm vào màng tế bào của chúng. Việc này chỉ hiệu quả những động vật rất nhỏ. Khi cơ thể lớn hơn 2cm, các ống này quá dài nên không thể khuếch tán không khí đủ nhanh. Có một số lý do giải thích tại sao hươu cao cổ có cổ dài. Nhân tiện, chúng có thể cao tới 2m. Thoạt nhìn có vẻ như sự tiến hóa đã cho chúng cổ dài để với tới những chiếc lá cây ngon ngọt nhất ở trên cùng. Đó là quyền truy cập độc quyền mà các loài động vật khác chỉ có thể mơ ước mà thôi. Vì vậy, hươu cao cổ không phải cạnh tranh để có được những miếng ăn ngon nhất. Nhưng qua thời gian, các nhà nghiên cứu nhận ra đó không phải là lý do duy nhất. Họ cho rằng cổ dài có thể là một đặc điểm có lợi khi hươu cao cổ được giao chiến, giống như linh dương đực sẽ sử dụng sừng hoặc hươu được dùng gạc vậy. Cổ càng dày thì cơ hội thắng sẽ càng lớn. Một số loài côn trùng giả vờ chết khi có kẻ săn mồi gần đó. Ví dụ, trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã quan sát thấy một con côn trùng có ấu trùng antlion. Nó giả chết trong 61 phút, sao việc này lại có tác dụng? Bây giờ, giả sử bạn đang ở trong một khu vườn nơi bạn nhìn thấy rất nhiều bụi cây giống hệt nhau có quả mềm. Bạn đi đến bụi cây đầu tiên, bắt đầu lượm lặt và ăn trái cây. Ngon quá, việc này rất đơn giản và bạn đang làm tương đối nhanh. Nhưng khi bạn bứt hết bụi cây đó, sẽ khó tìm được thêm trái cây, cộng với việc sẽ hơi mệt vì bây giờ mất nhiều thời gian hơn so với lúc đầu. Vì vậy, bạn cần quyết định xem có nên ở lại đó và cố gắng tìm thêm hay đơn giản là chuyển sang bụi khác để mọi việc lại dễ dàng và nhanh chóng hay không. Giả sử bạn là kẻ săn mồi, và kẻ săn mồi thường rất tham lam, bạn sẽ tìm mọi cách để ăn càng nhiều trái cây càng tốt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Có nghĩa là bạn sẽ tiếp tục và bắt đầu bứt trái cây từ bụi khác, rồi bụi khác. Các nhà nghiên cứu áp dụng cùng một logic khi nói đến ấu trùng của chim và antlion. Có vẻ như côn trùng lãng phí thời gian của kẻ săn mồi khi giả chết, và việc này ảnh hưởng đáng kể đến cách mọi thứ diễn ra tiếp theo. Bằng cách đó, chúng khuyến khích kẻ săn mồi tìm kiếm thức ăn ở nơi khác, vì kẻ săn mồi không có nhiều thời gian để lãng phí. Vì vậy, giả vờ chết thực sự là một cách hay để sống sót. Tùy thuộc vào loài mà chim non trải qua từ 10 đến 30 ngày ở trong trứng. Không có không khí bên trong, nhưng mẹ thiên nhiên đã tạo ra một cơ chế hoàn hảo để chúng vẫn có thể thở. Khi gà con lớn lên bên trong trứng, chúng sẽ phát triển một loại cấu trúc rỗng giống như cái túi từ ruột. Bộ phận này giống như một cái túi nhỏ kết hợp với một lớp màng thứ hai bao quanh gà con và lòng đỏ của nó. Cùng với nhau, chúng tạo thành một loại màng đặc biệt, màng chorioallantoic, một đầu bám vào gà con, trong khi đầu kia gần với bề mặt bên trong của vỏ trứng. Bằng cách đó, lớp màng đặc biệt này có tác dụng như mô phổi giúp kết nối thế giới bên ngoài với hệ tuần hoàn của gà con. Hầu hết các loài động vật đều có hai mắt, nhưng một số loài cần nhiều hơn thế. Ví dụ, một số loài bò sát, loài lưỡng cư và cá có con mắt thứ ba trên đỉnh đầu. Đó không phải là bộ phận giúp cải thiện thị lực nhiều, mà chỉ đơn giản là giúp chúng điều hướng thông qua ánh sáng mặt trời và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Nhiều động vật không có xương sống có nhiều hơn hai mắt. Hầu hết các loài nhện đều có 8 mắt, vì nhờ đó chúng có thể phát hiện con mồi dễ dàng hơn.